này mua kem đây. Hôm nay trời nóng như này ăn kem là ngon tuyệt đây. Mọi người ơi vào đây mua kem đi. Kem ốc quế này, kem que này, kem sô cô la, kem gì cũng có luôn. Ai vào đây mua kem đi, vào đây mua kem đi. Này, ra đây, ra đây. Ai mua kem nào, ai mua kem nào? Giao đi chó mít. Ai mua kem đi? Có ai nhỉ? Sao gọi mãi mà vẫn chưa có ai mua? Chó mít đâu? Đi ra tìm người mua đi. Nhanh lên. Chứ ở đây ít người quá. Đi đi. Here we go. Gọi gì kem thế? À, con chó mít đã tìm khách tới đây rồi. Em cam ơi, mua kem đi. Hôm nay kẹo rồi. Đây này, đi trời nóng, mồ hôi mồ kê, nhễ nhại hết rồi, ướt hết cả tóc rồi. Ăn một que kem, mát lạnh cả người. Em có tiền à? Bây giờ em chọn đi. Wow, mua 3 cây một lúc à? Hết sộp rồi. Đâu, em đưa tiền đây anh bán cho. Sao có 2 đồng thôi à? 2 đồng này thì không mua được nhiều như thế đâu. 2 đồng này chỉ mua được một cây kem với cả một cái hộp này thôi. Em chọn một cây kem nào đi. À, cây kem này chứ gì. Được rồi, đây nữa. 2 đồng thì được thêm cả cái hộp này nữa. Trên đường về mà gặp ai nữa thì bảo giới thiệu đến đây mua kem cho anh nhá. Anh bán giá chỉ còn một nửa thôi. Kem sắp chẳng hết rồi. Nóng quá, chờ em ca mãi mua cây kem về. Trông nó lạ vậy nhỉ? Cây kem nấm á. Lần đầu tiên chị thấy có một cây kem lại có tên là cây kem nấm đấy. Ăn thế nào? Bóc ra. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi á. Ôi em Cam ơi, em Cam mua cái kem gì mà lạ thế? Kem này có ăn được không? Kem này em mua của anh Nhím á. Kem này mua của anh Nhím á. Anh Nhím lại bán mấy cái cây kem kỳ lạ ghê. Này, ăn thế nào được? Để chị thử về chị gọi anh Nhím ra nhá. Cuối cùng cũng bán hết cả thùng kem rồi. Hôm nay lãi cũng phải được 10.000 đấy. Bây giờ dọn đồ đi về thôi. Kem gì mà kỳ lạ thật đấy. Nhím ơi, hôm nay cậu lại bán kem à? Mà cậu bán cho em Cam nhà tớ cây kem gì mà kỳ lạ thế? Kem này đâu phải là kem. Cậu lừa em Cam. Cái gì cơ? Tớ lừa em Cam làm gì? Em Cam nhà cậu lúc đầu phải mua 3 cây kem cơ. Nhưng mà tiền ý, thì chỉ mua 1 cây thôi. Thế là tớ khuyến mại thêm cho cái hộp đấy. À, hóa ra đây là cái hộp được khuyến mại. Đúng rồi, tớ tặng thêm đây. Thế nhưng mà hộp khuyến mại thì cũng phải có hướng dẫn chứ. Tớ nhìn tớ chả hiểu gì cả. Không biết đây là cái món gì luôn. Đây là mấy cái hộp sô-cô-la đấy cậu ơi. Hộp sô-cô-la? Đúng rồi, những cái thanh này này cậu thấy nó không lạnh đúng không? Đúng rồi. Nó là sô-cô-la lỏng đấy. Còn đây là cái khay, mình sẽ đổ sô-cô-la vào lần lượt những cái khay này này. À, đổ vào cái khuôn này à, để làm thành cái hình mũ nấm à. Đúng rồi, còn đây chính là những cái thân cây nấm đấy. Mang ra đây tớ làm cho mà xem. Đằng nào tớ cũng bán hết kem rồi. Bây giờ là bóc cái khay này ra đúng không cậu? Đúng rồi, cậu bóc cái khay đấy ra. Bóc cái khay này ra này. Cây này có rất nhiều các hình dạng khác nhau của cây nấm này. Tiếp đó là chúng mình sẽ bóc hết các cái này ra đúng không? Ê, từ từ. Sao thế cậu? Đây là những cái thanh sô cô la cậu ơi. Ở nhiệt độ bình thường thì nó sẽ sánh lại đúng không? Đúng rồi, nó sẽ cứng cứng. Thế nên là mình phải ngâm nó vào nước ấm, nước nóng đã để cho nó chảy ra thì mình mới đổ nó vào đây được. Bóc vào đây thì nó mới dễ. Đúng rồi. Bây giờ phải đổ nước sôi vào cái bát này để cho nước sôi nước nóng vào đúng không? Đúng rồi. Để cho bây giờ mình ngâm nha, ngâm cả 4 cái này cùng một lúc luôn. Ngâm để cho sô-cô-la sẽ chảy ra các bạn ạ. Đúng rồi. Để làm cho nó dễ. Đấy, nó bắt đầu mềm, mình sẽ nhúng thế nào để cho được toàn bộ cả cái sô-cô-la này này. Sô-cô-la mà khi gặp nhiệt độ cao là nó mới chảy ra. Xong tí nữa mình cho ra đây thì nó lại đông lại các bạn. Nó sẽ đảo đều. Rồi. Bây giờ để tớ làm tiếp cho nhá. Tớ bắt đầu thấy hứng thú với cái món này rồi đấy. Cắt các cái đầu này đi. Đấy. Cẩn thận nhá, đừng để nó chảy xuống là sô-cô-la nó chảy ra đấy cậu ơi. Tớ biết rồi, tớ sẽ rất là cẩn thận luôn. Bây giờ tớ sẽ cho sô-cô-la ra khay nhá. Đầu tiên là cái thanh sô-cô-la màu hồng hình chú bò sữa này. Nó có màu hồng các cậu ơi. Hình như là sô-cô-la vẫn chưa mềm lắm các cậu ạ. Phải chờ một lúc. Đúng rồi, chờ ngâm thêm một lúc.
A few moments later. Tiếp theo, cho cái thanh sô cô la nâu vào đây. Đấy. Bóp đều ra. Nóng quá cậu ơi. Sô cô la nóng hổi luôn. Trong cái túi này chính là phần thân đúng không cậu? Đúng rồi, đấy là thân của cây nấm đấy. Đây. Đây. Rất nhiều phần thân đây. Bây giờ tôi sẽ cắm phần thân vào trong này nha. Sao cái này như kiểu là xương của chó mít thế nhỉ? Bóp các phần sô cô la vào đây này, sau đó chúng mình sẽ cắm cái thanh vào giữa. Đã làm được mấy cái kẹo sô cô la rồi này, nhưng mà nó vẫn chưa đông lắm các cậu ạ. Bây giờ làm thêm nhá, tiếp tục cắm những cái chân nấm này xuống dưới này. Xong rồi bóp sô cô la ra. Sô cô la này nó đông nhanh quá các bạn ạ. Khi mà nguội là nó đông vào rồi. Đây này, giờ bóp ra không ra nữa rồi. Mình phải làm cái này làm thật nhanh cơ. Cái này làm khó đấy. Em cam á thì chắc chắn là sẽ không làm được đâu. Tên 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 tên. Tớ đã cho hết chỗ sô-cô-la này vào trong khuôn rồi. Bây giờ bước tiếp theo phải làm gì vậy cậu? Bây giờ cậu chỉ cần đợi nửa ngày nữa là được ăn thôi. Anh ơi, phải đợi cả nửa ngày cơ á? Lâu vậy, như thế thì tớ đói mất. Nếu mà cậu muốn ăn nhanh hơn ấy, thì bây giờ cậu cho vào tủ lạnh chỉ cần 15 phút thôi là ăn được. Mang ngay vào tủ lạnh cậu ạ. Moments later. Đâu đâu, em đưa đây chị xem nào. Nó đông chưa? Cứng này chưa? Để bây giờ tớ thử bỏ ra nhá. Xem chúng mình đã được sô-cô-la hình cây nấm chưa? Cậu cứ cầm hẳn cái này lên và nhấc ra. Ồ, nó đang cứng, đã sợ nhấc ra nó sẽ bị hỏng. À, được rồi nè. Một cây nấm luôn. Một cây nấm màu hồng. Wow. Sẽ để đây nha. Tiếp tục một cây nấm khác. Wow, cây nấm này còn đẹp hơn nữa này. Cây nấm màu nâu. Hai cây nấm. Một cây nấm màu trắng và hồng nè. Giống y hệt nấm thật luôn. Thấy chưa? Làm cái món này của tớ vừa mát lạnh lại vừa ngọt của nấm. Ăn hơi bị ngon đấy. Đây này, một cây nấm giống thật không? Bây giờ mình chỉ cần cầm thế này, mình ăn thôi. Ngon không em Cam? Wow, những cây nấm màu sắc cứ cầm như thế này ăn thôi hả cậu? Đúng rồi, cầm lên và ăn thôi. Chị cho ra nhiều hơn. Đây là hộp nấm của chị mà lại. Ngon thật đấy.